Ten Hag nóng mặt trong buổi họp báo, tỏ vẻ cay cú vì học trò dám ăn chơi đến nghỉ cả buổi tập cùng toàn đội. Mới khó tức tốc chạy đến sân tập gặp riêng Rashford để giải quyết và sẵn sàng cho nắn gần cậu bằng một bàn combat kịch liệt. Cùng lúc đó, ban lãnh đạo MU cũng ra án phạt nặng đối với kẻ nổi loạn. Có lẽ chính Rashford cũng hiểu anh sẽ trở thành con cừu đen tại Old Trafford nếu dính vào án vô kỷ luật thêm một lần nữa, khi mà Ten Hag đã quá nhân từ với tiến sĩ. Trong hình ảnh mà các phóng viên chụp được ngày hôm qua, người ta thấy Rashford cùng với anh trai đồng thời là người đại diện của mình, Trainer Maynard, tranh cãi gay gắt với thầy mười khó. Nội dung cuộc nói chuyện chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn cựu thuyền trưởng Ajax đang rất khó chịu vì những hành vi của Rashford trong khoảng thời gian vừa qua. Bởi tiền đạo người Anh giờ đây đang ngày một vô kỷ luật đến mức không thể cứu chữa và ngày càng giống với hình ảnh của Jadon Sancho. Như chúng ta đã biết, Rashford bị kỷ luật xuất phát từ drama mang tên hộp đêm. Đang lúc không có phong độ tốt, tuyển thủ Anh không chịu cố gắng tập luyện mà lại thản nhiên ăn chơi trác táng tại Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland, vào tối ngày 24 tháng 1 để tiệc tùng, uống rượu, hút vape, để rồi bị cư dân mạng bóc phốt. Thực chất không cần phải đợi đến sự cố này, người ta mới thấy Rashford có gì đó không ổn. Vấn đề của Rashford đã tồn đọng trong khoảng thời gian từ trước đó rồi. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, khi mà Man United bị gã hàng xóm Man City hạ đẹp 3-0 ngay trên sân nhà Old Trafford trong trận derby Manchester, tiền đạo người Anh cũng chẳng đau buồn mấy mà lập tức di chuyển đến hộp đêm để tổ chức sinh nhật cho mình. Vào hồi cuối năm 2022, Rashford còn bị thầy mười khó phạt ngôi dự bị vì tội đến trễ trong buổi họp chuẩn bị cho trận đấu trước Wolverhampton. Hai lần lỗi lầm trước, vị chiến lược gia người Lan có thể châm trước, tha thứ và phạt nhẹ Rashford. Nhưng sự việc lần này đã khiến cho giới hạn chịu đựng của nhà cầm quân sinh năm 1970 lên tới cực điểm. Và giọt nước đã gần như tràn lì đến nơi rồi. Đó là một vấn đề nội bộ, tôi sẽ xử lý nó. Lời tuyên bố này của thầy mười khó có thể xác định Marcus Rashford bị đặt trong tầm ngắm với tư thế sẵn sàng của chiến lược gia người Lan trong việc chạm cậu trò nếu còn không nghe lời. Riêng với trường hợp của Rashford, dường như nhà Glazer và thượng tầng ban lãnh đạo đang cố gắng chiều hư và bảo bọc anh. Đơn giản vì anh là một trong những tài năng trẻ chói sáng nhất, là một báu vật và là một niềm hy vọng lẻ loi mà Jared Devo có được trong nhiều năm qua. Trước đó, một án phạt 650.000 bảng đã được đưa ra. Nhưng câu chuyện tài chính Rashford giàu có thật chẳng thấm thía. Rashford đã phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vấn đề được giải quyết theo hướng kỷ luật nội bộ. Mọi việc đã kết thúc. Theo Metro, Rashford đã quay trở lại tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu giữa Man United và Wolverhampton vào giữa tuần này. Thế nhưng, sau khi trang chủ Man United đăng tải dòng thông báo vào rạng sáng nay, nhiều người trong chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, liệu sự việc có thật sự đã kết thúc chưa? Liệu Rashford có thực sự hối hận hay tiền đạo người Anh vẫn sẽ chứng nào thật nấy, tiếp tục vi phạm? Và quan trọng hơn hết, liệu Rashford có thật sự xứng đáng khoác lên mình chiếc áo đầy danh dự và tôn trọng của một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh hay không, khi mà dường như anh chẳng ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đó? Cảnh giải quyết tương đối mềm mỏng của thượng tầng MU thậm chí còn khiến cho cựu cầu thủ lẫn chuyên gia nóng mắt. Có vấn đề gì đó với cậu ta? Rashford không còn hành xử giống như phần còn lại của đội bóng. Mika Richard, cựu cầu thủ Man City: Rashford có thể làm những gì mình muốn với điều kiện tỏa sáng trên sân cỏ. Song, Rashford thi đấu tệ trên sân cỏ và không thể hành xử như vậy. Khi bạn chơi kém, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp tối thiểu và tránh xa các rắc rối. Cậu ấy không còn là cầu thủ trẻ nữa. Dion Dublin, cựu danh thủ tuyển Anh: Chúng ta đã thấy Rashford vi phạm kỷ luật mùa trước khi đến trễ trong buổi tập của Man United. Mà rõ ràng có vấn đề gì đó không đúng về cách hành xử của Rashford. Cậu ấy rồi sẽ hối hận. Alan Shearer, cựu tiền đạo Newcastle: Ten Hag có coi Rashford là một cầu thủ quan trọng trong đội hình của mình hay không? Dĩ nhiên là có. Chân trái cánh người Anh hội tụ đủ những yếu tố tiềm năng để có thể phát triển thành một ngôi sao lớn, bao gồm tốc độ, kỹ năng dè dặt, dứt điểm và cả bản lĩnh thi đấu trước các đội bóng lớn. Và Rashford đã đáp lại niềm tin của ông thầy mình bằng khả năng săn bàn ấn tượng trong mùa giải vừa rồi với 30 bàn thắng. Nhưng đó là những gì tốt nhất mà Rashi có thể làm được. Tiến sĩ không thể phát triển thêm được nữa khi đã bước sang tuổi 27. Kẻ mặc cầu thủ trẻ tiềm năng đã theo chân Rashford đến mức bây giờ anh không thể trở thành một ngôi sao lớn được nữa. Người ta không nhìn nhận được sự tiến bộ cũng như sự thay đổi trong lối chơi và tư duy của số 10 bên phía Man United. Trong những pha lên bóng tấn công của Quỷ Đỏ, người ta cảm thấy tiền đạo người Anh xử lý ngày càng tối, tối hơn cả tiền đô chị dậu, quá dễ bị bạt bài, mà đã vậy lại còn cá nhân và ích kỷ. Với một cầu thủ không chứng minh được giá trị và năng lực của mình, lại còn mắc phải thêm thái độ vô kỷ luật như Rashford. Có lẽ huấn luyện viên Erik ten Hag, dù coi anh là cầu thủ quan trọng đến mấy, cũng không muốn sử dụng anh nữa làm gì. Giống như những gì mà ông đã làm với Jadon Sancho. Còn nhớ trước khi Sancho bị gửi sang Borussia Dortmund, tiền đạo người Anh đã có khoảng thời gian 4 tháng chiến tranh lạnh với cựu thuyền trưởng Ajax khi bị loại khỏi đội hình xuất phát vì lý do chuyên môn. Sau này sinh năm 2000 đã công khai chỉ trích chiến lược gia người Lan trên mạng xã hội
và chẳng thèm xuống nước nói một câu xin lỗi. Trong khi Ten Hag vốn là người có công cứu vớt sự nghiệp đang dần rơi trên bờ vực thảm của anh. Thế mới khó sẵn sàng cho cựu sao Man United tập riêng cũng như điều trị tâm lý để một ngày nào đó có thể sử dụng anh trở lại. Nhưng Sancho đã dội hẳn một gáo nước lạnh vào mặt ông thầy của mình, để rồi mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng đến mức không thể hàn gắn được nữa. Và anh một đi không thấy đường quay trở về nơi đỏ thành Manchester. Kể từ ngày bắt đầu tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag đã nhiều lần bóng gió về việc ở đây có một vấn đề cố hữu và ông đang phải rất vất vả để dọn dẹp, loại bỏ dần. Chúng ta, những người theo dõi bóng đá qua truyền hình cũng như các trang mạng xã hội, có lẽ cũng biết rõ vấn đề đó là gì. Đó chính là thói vô kỷ luật đã ăn sâu vào máu của một số cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ Man United từ nhiều năm nay. Từ Pogba, Jesse Lingard và bây giờ là Jadon Sancho, Marcus Rashford hay thậm chí là một cầu thủ trẻ như Hannibal Mabry. Đáng buồn thay, tất cả những cầu thủ kể trên đều trưởng thành từ lò Carrington. Và vấn đề đó là một trong số những nguyên nhân chí mạng khiến cho Man United không thể tìm lại được ánh hào quang ngày xưa kể từ khi một người có quyền lực như Sir Alex nghỉ hưu. Đúng là Rashford có điều gì đó không ổn sau một mùa giải 2022-2023 được đánh giá là tốt nhất trong sự nghiệp của mình kể từ khi ra mắt. Với 30 bàn thắng sau 56 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Anh đã được ban lãnh đạo Quỷ Đỏ thường cho một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương 325.000 bảng trên tuần, cao thứ 3 trong số các cầu thủ của Man United. Tuy nhiên, như nhiều trường hợp sau khi được tăng lương, Rashford cũng bị tuột dốc không phanh đến mức khó hiểu. Chân sút sinh năm 1997 chỉ ghi được 4 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Hết cứu, có lẽ dường như hiện tại các cổ động viên của Man United đã quá ngán ngẩm với Marcus Rashford, chàng trai mà họ từng đặt niềm tin sẽ là một ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới, là đối trọng với Kylian Mbappe, là một người một ngày nào đó sẽ giành được danh hiệu quả bóng vàng đầy cao quý. Thế nhưng giờ đây, khi chứng kiến phong độ thi đấu trồi sụt bên cạnh thái độ hời hợt, vô kỷ luật của tiền đạo người Anh, ngưỡng mộ của Man United lại như được nhìn thấy một phiên bản Jadon Sancho 2.0 hiện ra trước mắt. Rashford vẫn cứ như vậy, mãi mãi không chịu lớn. Đôi lúc anh làm cho nhiều người cảm thấy hy vọng, rồi lại lập tức cảm thấy thất vọng. Nếu Rashi không chịu thay đổi, sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại bởi những thói hư tật xấu của chính mình.